Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý chị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chia sẻ những cái thông tin về sản phẩm sữa loi Glot Aegon, sản phẩm bổ sung nhập khẩu trực tiếp tại New Zealand. Và hôm nay đó là 5 sai lầm thường gặp khi chúng ta sử dụng sữa Glot Aegon. Sai lầm 1 đó là chúng ta pha sữa với nước nóng. Thứ nhất là trong sữa chứa nhiều kháng thể lợi khuẩn và vitamin. Nếu như chúng ta pha sữa với nước nóng sẽ làm giảm những cái thành phần có lợi trên và làm giảm hiệu quả sử dụng và gây lãng phí. Sai lầm số 2 đó là chúng ta pha sữa thường hay bị vón cục làm cho không tan hết. Thì nguyên nhân có thể do những lý do sau. Thứ nhất đó là chúng ta pha không đúng tỷ lệ. Có thể chúng ta cho quá nhiều bột sữa làm cho sữa không tan được. Và theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì tỷ lệ pha cho một khẩu phần tiêu chuẩn đó là 2 muỗng bột sữa tương ứng với 15g bột sữa. Chúng ta pha với 150ml nước nguội. Lý do thứ hai đó là chúng ta cho sữa vào trước rồi mới cho nước và chúng ta pha sữa bằng nước quá nóng hoặc nước lạnh. Như vậy theo hướng dẫn của nhà sản xuất ấy, thì do sản phẩm chứa kháng thể và lợi khuẩn tiêu hóa nên để bảo toàn dinh dưỡng và hoạt tính sinh học của sản phẩm nên pha sữa bằng nước nguội và nhiệt độ pha thì không quá 40 độ C. Chúng ta pha bằng nước quá nóng sẽ làm giảm các thành phần có lợi như kháng thể này, lợi khuẩn này, vitamin có ở trong sữa. Và nếu như chúng ta pha sữa bằng nước lạnh thì sữa sẽ khó tan dẫn đến bị vón cục. Và lý do thứ ba thì có thể là khi pha sữa chúng ta không lắc sữa bằng những cái bình pha chuyên dụng mà chúng ta lại dùng muỗng để khuấy hoặc kỹ pha thuật pha và lắc sữa của chúng ta chưa chuẩn. Như vậy để pha một khẩu phần uống tiêu chuẩn thì bước 1 là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bình pha có nắp đậy và có bình chứa mức nước nha. Sau đó bước 2 là chúng ta sẽ rót 150ml nước nguội vào trong bình pha. Rồi bước số 3, chúng ta lấy 2 muỗng bột sữa tương ứng với 15g bột sữa cho vào bình pha đã đong lượng nước phù hợp. Và chúng ta chú ý này, chỉ dùng muỗng của nhà sản xuất để ở trong lon sữa nha. Và bước số 4, đó là đậy nắp bình pha và chúng ta lắc thật kỹ, lắc lên xuống dọc ngang khoảng 1 đến 2 phút hoặc là đến khi hòa tan thì chúng ta có thể mở và sử dụng ngay trong vòng một khoảng thời gian ha. Và sai lầm thứ ba đó là chúng ta pha với chung với các sản phẩm khác. Thì sữa Glot Aegon thì đã được các chuyên gia dinh dưỡng tại New Zealand nghiên cứu và cho ra sản phẩm với cái tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng phù hợp và đảm bảo cho việc hấp thu sản phẩm tối ưu nhất. Vì vậy nên chúng ta không nên pha sữa chung với các sản phẩm khác vì có thể sẽ làm giảm sản phẩm của công dụng và có thể gây ra một số những cái hiện tượng không như mong muốn khác. Và sai lầm thứ tư đó là chúng ta không uống ngay sau khi pha xong hoặc là chúng ta uống không đúng thời điểm. Thì sữa sau khi pha thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên uống ngay. Và nếu như để quá lâu sau khi pha thì sữa dễ bị phân hủy do vi khuẩn xâm nhập và có thể gây đầy bụng, tiêu chảy. Nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Mặt khác, theo hướng dẫn của nhà sản xuất ấy, thì chúng ta nên uống sữa trước ăn tối thiểu là 30 phút nha. Và cái thời điểm uống tốt nhất đó là uống vào buổi sáng khi bụng đói. Và lúc đó cái đường ruột của chúng ta đang là có khả năng hấp thu tối đa nhất, giúp vận dụng được cái sản phẩm. Sai lầm thứ năm đó là bảo quản sản phẩm sau khi pha không đúng cách. Như chúng ta không đậy kín nắp sau khi mở hộp sữa này, rồi chúng ta để những cái sản phẩm gần bếp đun nấu này, tiếp xúc với nhiệt độ cao thường xuyên hoặc ở những nơi ẩm thấp, làm cho nấm vi khuẩn gây bệnh dễ xâm nhập hoặc làm cho các phân tử sữa bị phá hủy ở nhiệt độ cao, từ đó sẽ làm giảm chất lượng của sản phẩm. Dạ vâng, quý khách hàng, chúng ta nên để sản phẩm ở những nơi khô ráo thoáng mát và chúng ta hạn chế không nên để ở những nơi không tốt hoặc những nơi có ánh sáng chiếu vô. Và sản phẩm sử dụng tốt nhất đó là chúng ta dùng trong một tháng sau khi đã mở lọc sản phẩm. Xin kính chúc cho toàn thể quý cô anh chị chúng ta luôn có thật nhiều sức khỏe